các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bệnh nhân tim mạch ngày càng tăng và trẻ hóa. Liên tiếp trong thời gian qua, các bệnh viện trên cả nước ghi nhận nhiều ca tai biến, đột quỵ ở độ tuổi rất trẻ. Mới đây, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã tiếp nhận một bệnh nhân nam ngoài 30 tuổi, làm nghề lái xe, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, vào buổi sáng, sau khi uống cà phê và hút thuốc lá, người đàn ông này bị đau ngực trái nên vào bệnh viện khám. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Trong khi các bác sĩ đang khám, thì bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật, ngưng thở và ngưng tim. Các bác sĩ phải tiến hành sốc điện, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp tim mạch để can thiệp thủ thuật cứu sống bệnh nhân. Tại hội nghị về các bệnh tim mạch tổ chức cuối tuần qua, Bộ Y tế cho hay, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca tử vong trong nước. Hiện có khoảng 25% người Việt trưởng thành đang mắc bệnh tim mạch và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Thống kê của Bệnh viện Tim Hà Nội cũng cho thấy số ca tim mạch đang gia tăng trung bình mỗi năm khoảng từ 10 đến 20%. Số lượng bệnh nhân trẻ từ 25 đến 40 tuổi đến khám và điều trị ngày càng tăng và có nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước độ tuổi 40 đã được ghi nhận. Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ, nếu trước đây chủ yếu người từ 50 tuổi có nguy cơ mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não v.v. thì tới nay các bệnh không lây nhiễm này đã xuất hiện nhiều ở độ tuổi từ 30 đến 40. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động, thừa cân béo phì. Từ đó, trong cơ thể hình thành các mảng xơ vữa động mạch, gây tăng huyết áp và dẫn tới gia tăng bệnh lý tim mạch. Cuộc sống ngày càng căng thẳng, nhiều áp lực cũng là một trong những căn nguyên gây nên bệnh tim mạch. Để phòng tránh nguy cơ do các căn bệnh về tim mạch gây ra, các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện chế độ ăn uống, làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi, thể dục thể thao hợp lý để ổn định huyết áp, từ đó có trái tim khỏe mạnh, duy trì cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật. Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra mỡ máu, tim mạch, huyết áp v.v. rất cần thiết để phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, giảm nguy cơ tử vong. Một nghiên cứu lớn về chế độ ăn uống nhiều gia vị cho thấy, việc cắt giảm muối khỏi bữa ăn có thể giảm gần 1/5 nguy cơ mắc các vấn đề về tim và đột quỵ. Nghiên cứu này đã ghi nhận việc thêm muối vào thức ăn làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã xác định mức độ khác biệt mà bạn có thể tạo ra đối với sức khỏe tim mạch của mình, chỉ bằng cách giảm số lượng muối hoặc bỏ hoàn toàn muối trong thức ăn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người không bao giờ thêm muối vào bữa ăn có nguy cơ mắc bệnh rung tâm nhĩ, một bệnh về tim thấp hơn 18% so với những người luôn làm như vậy. Bệnh rung tâm nhĩ gây ra nhịp tim không đều và thường nhanh bất thường, có thể dẫn đến chóng mặt, khó thở và mệt mỏi. Những người bị bệnh rung tâm nhĩ này có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Biobank, Vương quốc Anh, bao gồm hơn 500.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 70 trên khắp Vương quốc Anh từ năm 2006 đến 2010. Những người đã mắc bệnh rung tâm nhĩ, bệnh động mạch vành, suy tim hoặc đột quỵ khi bắt đầu nghiên cứu đều bị loại trừ.